chỗ bà luôn. Qua bên này coi Nhơn Nghĩa Đường. Đây là Nhân Nghĩa Đường nha các anh chị. Một trong những đội lưng mà các anh chị đó là có mấy anh chị nói là một trong những đội lưng mà được nhà nước phong tặng nghệ nhân á. Đây. Yeah.
Thank you.